Mở nhạc nhạc xuân mà không lời được mấy bạn. Nhạc thôi thì sao không được. Nhạc xuân không lời nha. À, chứ giọng hát hay quá người ta không nghe giọng tôi. Hello, xin chào mọi người. À, gần Tết rồi mình phải nghe mấy nhạc xuân xuân vậy đó cho nó sung sung lên. Chứ để cuối năm nó xìu xìu bà con. À vô chém gió. Ôi, tóc của tôi bữa nay dài rồi nè. Cần phải ủi bớt bên này nè. Hello, chờ chút nha để tôi vô phước cũng Vinh tôi mở livestream lên. À, cho fan của anh Vinh vô chém gió. Hello, xin chào. Hello everyone. Đồ, bữa nay nói tiếng Anh như gió. Dạo này nhiều người nước ngoài vô nói chuyện với tôi ghê á. Mà bây giờ mình phải học tiếng Anh mới nói lại được chứ. Đang xem chị ở trên YouTube thấy chị vô live vậy hả? Đang coi trên YouTube hả? Tóc trời khen gì? À, tôi mới post cái. Ủa tóc hôm nay đẹp hả? Cảm ơn bà con nha, ai khen phải đọc trước liền. Đây tôi chỉ cho bà con coi nói về vụ YouTube mới nhớ bữa cái livestream mà thằng Củ Tỏi đánh đi chay ở tiệm cái tôi mới quăng lên YouTube nè. Đó. Tôi gọi là bỗng chốc tiệm Xăm Vui Vẻ đã trở thành quán bar. Đó, thì có đi chay rồi quýnh nhạc đung 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 vậy, có rượu tây nữa. Đó. Nên tôi nói là bỗng chốc biến thành quán bar. Vậy cái quá trời người vô chửi luôn. Trời ơi, nghĩ sao mà ba mới post có mấy ngày thôi mà 300 comment, trong đó có khoảng 200 là chửi, còn 100 là binh. Binh bà con. Đó. Ai chửi là mẹ nhìn cái thằng Vinh đúng là quỷ sống thật thứ cặn bã xã hội. Ai. Đó. Hơi bà bã một chút thôi men, chứ không phải cặn đâu em. Rồi. Hôm nay vô chửi cái có 6 người vô chửi thằng đó luôn bà con. Đó, 6 người vô chửi giùm tụi tôi. Nhiều lắm. Ở Facebook này mọi người yêu quý nên mọi người hay khen đồ tụi tôi. Nhưng mà qua bên YouTube tụi tôi đăng gì lên cũng chửi hết bà con. Mắc cười lắm, tối ngày nhận comment chửi không à. Anh Vinh bữa nay bận quá hả? Anh Vinh thấy vậy, thấy lười lười vậy chứ ngày nào cũng bận á bà con. Lâu rồi mới thấy chị cầm máy xăm lại. Đâu? À hồi trưa nay hả? Tại trời ơi tôi cũng xăm suốt rồi chứ. Mà lúc tôi xăm đâu ai vô chụp hình cho tôi đâu bà con. Rồi nhiều thằng có bữa kêu nó chụp mà chụp xấu quá không dám đăng luôn. Mấy thằng bình luận như vậy không có não hả? Có chứ, nó có não á. Gửi sang Nhật ít ấm áp nữa hả? Ai quần đùi áo cọc. Nó có não gọi, não gắn vô để trang trí cho đẹp, đủ linh kiện thôi. Đủ phụ kiện thôi chứ không hoạt động nhiều bà con. Chị linh kiện. Nhìn tụi tôi đẹp đôi hả? À, thì coi không? Ai cũng nói vậy đó, nhìn tụi tôi đẹp đôi, chụp hình cũng đẹp đôi. Trong khi bà cao tôi lùn. Ừ. Ổng lùn hơn tôi có một chút xíu vậy à. Mà bà mà báo kêu là ổng phải nhón gót để hung đâu có đâu. Ổng đứng bình thường tôi chỉ cần hơi cúi nhẹ một chút là hung được rồi. Ổng có mỏi đâu. Ổng mỏi đâu. Chị Mai là idol của lòng em à. Rồi cảm ơn bà con. Idol tôi idol vậy. Cười cái anh Vinh ơi ở đây cho bà con coi hình anh Vinh.
Bữa nay dạo này tiệm tôi đông khách China quá bà con. Bữa nay lại có hai anh đến từ China. Anh này anh xong cái bàn tay của Phật đang cầm sợi chuỗi. Anh Vinh đang tạo cho nó một cái không gian. Hình này chắc cũng phải làm hơi lâu. À bà con ngắm tiệm tôi nè, tiệm tôi đang có một cái mới chưa khoe. Bây giờ khoe luôn nè. Đó. Đây là cái giường xăm. Khách đang xăm cho nên còn bọc ni lông rồi này nọ nè. Đó, khách đang ủ tê. Nhưng mà khi mà khách của tôi đang nằm xăm á thì sẽ thấy được ở một cái khung cảnh bên trên là như thế này. Đó. Úi giời ơi. À. Khung cảnh bên trên của nhà tôi đó bà con. Mới sắm. Thấy đỉ không? Hồi đó là chỗ này tôi làm bích dịch luôn, đen thui luôn. Mà bữa nay thấy khách nằm chỗ này nhìn lên trần nhà đen thui xấu quá. Nên tôi tháo giếng trời ra. Đó. Tôi làm cái không gian để cho khách ngắm mấy cái hình xăm của học trò tiệm làm á, rồi đóng khung lên. Đẹp không? Đó. Không gian mới nha. Không gian mới. Đêm đêm không có khách để cho mấy nó nằm ở đây nè. Nhìn lên ngắm cảnh nhớ người yêu. Sống ảo. Chặt chém mấy ông chi nam mạnh tay vào hả? Đúng rồi. Không, tụi tôi lấy giá như bình thường bà con. Anh chi na thì cũng y như ông xe ôm vậy đó. Vậy đây, khung cảnh đẹp hả? Trời ơi. Tụi tôi đang cố gắng làm cho tiệm mình đẹp để cho khách hứa tới người ta vừa xăm vừa relax bà con. Đó, nhìn lên. Hồi trước ở đó là cái trần đen thui à, mới đục ra đó. Bà con thấy hai bức tranh Phật ở bên này đẹp không? Học trò vẽ. Từ ngày mà bánh ướt ban mê qua bên tiệm tôi là tụi nó chuyển qua ăn bánh ướt à. Không ăn món gì khác ngoài bánh ướt. Hello, tóc đẹp hả? Tóc này là cái chị cắt tóc người Úc à, thứ tư đây bả qua nè. Bả xăm tiếp nè. Đó. Bả qua Việt Nam hai lần đều vô tiệm tôi xăm. Cái bữa bả cắt cho tôi rồi. Nhà có cái tông đơ xong là bả cầm cái lược với cái tông đơ bả hớt luôn. À, địa chỉ bên mình hả? Địa chỉ bên mình là số 7M đường 14 Miếu Nổi, phường 3 Bình Thạnh bà con. À, bà con nào đi Grab á, thì tìm VN Style Tattoo and Piercing á, là nó sẽ chở tới tận nơi. Còn còn không á, là đi tới đường Phan Xích Long hoặc là chung cư Miếu Nổi thì gọi điện cho tôi số 0939293186 á. Có xăm chữ Hàn Quốc không? Có chứ, chữ gì cũng xăm. Nhưng mà bạn phải có chữ nha. Quay anh Vinh xăm. Anh này anh kêu là khi mà tô thì anh không có đau. Còn khi đi nét thì ảnh rất là đau. Không biết là xăm xong nó sẽ ra cái gì đây. Chữ xăm không hả? Xăm. Bữa nào quay clip nâng tay hả? Bạn nào muốn coi nâng tay á thì lên cái YouTube của tụi tôi á, tụi tôi có quay nhiều clip nâng tay lắm á, ở trên đó đó. Bạn muốn coi sổ khuyên vị trí nào cũng có trên đó đó. Nó có một cái album sổ khuyên với nâng tay luôn đó bà con. Hôm nay không có đi chơi hả anh chị? Ủa?
Tụi mình ít đi chơi lắm, lâu lâu mới đi một lần à. Xăm nhìn idol xăm mà muốn xăm hả? Kìa anh Vinh. Đây tôi kể cho bà con nghe chuyện ông khách này. Ông này á là ổng là chỉ là dắt em của ổng đi xăm thôi. Đó, em của ổng đang ủ tê ngoài kia. Đó. Dắt em của ổng đi xăm có cái bắp tay ra ngực thôi. Mà tại vì anh đó ảnh chịu đau kém cho nên là lần nào xăm phải ủ tê tốn thời gian lắm, quấn được chút chút cái ngưng à. Đó. Dắt đi xăm thôi mà ảnh xăm nè, ảnh có cái hình cũ. Đây là cái hình cũ ảnh xăm ra bên Trung Quốc á. Cái ảnh kêu nhìn vô xấu quá, cái thời ảnh muốn che mà nó đen quá, bây giờ che kiểu gì nó cũng đen thui á. Cái anh Vinh nhận tút lại, có lại thêm nền đồ vô cho nó. Cái giờ nhìn con rồng cũng đỡ rồi đó bà con. Xong cái ảnh quấn xong, ngày đầu tiên ảnh qua là ảnh quấn xong cái ngực, ra cái tay là cái phần nền. Cái ảnh thấy ok, nhìn ổn quá. Vậy cái bữa hôm sau ảnh dắt em của ảnh qua xăm tiếp. Xong rồi ảnh xăm cái mẫu này luôn. À, cái này là anh quýnh trong vòng mấy tiếng anh Vinh ạ? Bữa quýnh mấy tiếng chồng? 5 tiếng rưỡi, 6 tiếng là quýnh khúc này. À, bữa nay lần thứ 3 ảnh lại dắt em ảnh đi xăm. Trong khi em của ảnh ủ tê, ảnh đã xăm được gần xong đó tay à. Chút nữa anh Vinh ảnh tô được một đoạn rồi bà con sẽ thấy nó rõ hơn. Còn bây giờ ổng đang tô mỗi khúc một chút, cho nên bà con nhiều người không có tưởng tượng ra được ảnh là đang xăm cái gì. Hello. Nhân viên của chị đâu hết rồi hả? Tụi nó đang đi ăn bên bánh ướt ban mê rồi. Với lại mới làm khách xong, có đứa thì nghỉ ngơi, có đứa thì tắm rửa rồi đó bà con. Giá một hình to như lưng anh này thì khoảng bao nhiêu tiền shop? À là bít lưng của anh này á hả? Nếu mà làm trắng đen á thì nó khoảng 25. Còn mà làm màu thì nó khoảng 30, 35 tùy theo cái hình nữa bà con. Hello. Em ảnh chịu khó ủ tê ghê, còn ảnh tỉnh bơ. Đúng rồi, ổng là không tê đó bà con, không có tê đó. Mà hỏi có đau không thì ổng kêu tô không đau, chỉ có đi nét thì đau thôi. Chị đem cả một niềm tự hào của Bình Định vào đó. Tự hào gì đâu, ở Bình Định nhiều thợ xăm giỏi lắm em ơi. À, bây giờ có anh Thương Nguyễn nè, có 4, 5, 6 người đó xăm giỏi lắm, chứ không phải có mình chị đâu. Chị xăm có giỏi đâu, không mình chị đâu, trời ơi. Bữa em có nhắn tin cho Tuấn con hình xăm vậy thì qua tiệm ai xăm vậy chị? À, em xăm hình nào? Nếu mà hình tất cả mọi người đều xăm được đó, thì em chọn ai người đó xăm. Còn nếu mà những hình khó thì tùy thể loại người đó xăm. Con cũng muốn xăm nhưng nếu mà là con á, nếu con kêu mình bằng cô hoặc là bác hay là gì đó là chứng tỏ bạn còn rất là nhỏ, cho nên là từ từ để xăm nha. Chị không xăm hở, xăm trời. Nhưng mà tôi xăm tùy thể loại thôi bà con. Nhiều cái tôi xăm xấu quá lắm, tôi đâu nhận đâu. Khách book cái thể loại của tôi mới xăm mà. Bà con vô album của tôi, có cái album tôi làm mà vô chổng coi. À. Con 20 trời. Con 20 trời ơi, tôi mới 29 mà bạn 20 kêu tôi bằng cô. Tôi già lắm sao trời.
Cho em hỏi anh Tuấn con sinh năm bao nhiêu vậy chị? Tuấn con sinh 2011 đúng không? Ý là 2001 đúng không? Đây, cho gặp Tuấn con luôn nhá. Đấy. Anh Tuấn con này là vừa rồi đóng phim vai kia rất là chất đấy. Đó. Nói đi, Tuấn con sinh năm nhiêu? Em 2001. Đấy. Em 2001 nhá. Em đến từ Thái Bình á. Gớm, bài bì cụ tè. Nói chớ gần Tết chị còn làm, thì em vô đó chị giúp em quả đầu. À, mình làm xuyên Tết luôn nha bà con, tụi mình không đóng cửa. Năm nay anh em ở lại tiệm hết, kiểu giống như là tụi nó xăm nhiều rồi, gia đình đuổi không có cho về, không có cho về quê ăn Tết á, cho nên là tụi nó ở tiệm hết bà con. Vậy bằng tuổi em hả? Ôi anh ý đẹp trai quá. Ui đẹp trai ý. Đấy. Nãy giờ đã có 4 năm em mà comment rồi đó. Chị xăm nhành hoa lavender ở vai thì bao nhiêu? Hoa lavender ở vai thì giá nó từ 600, 800, 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu rưỡi tùy theo cái kích thước mà bạn chọn á. Tết em qua, ok, Tết qua. Trời ơi, bạn vô Facebook của tôi xong hỏi tôi tên gì dạ. Tôi tên Phạm Mai đó. Chị Mai đẹp trai hả? Tại vì ở chung với toàn là trai đẹp, mình phải đẹp trai theo bà con, chứ để mình lép. Hình mini thì bên mình giá khởi điểm từ 300 ngàn bà con. Một cái bộ kim mực mới rồi này nọ là 300 ngàn rồi. Còn hình lớn hơn chút nữa thì cũng 400, 500 tùy theo mà cái hình của bạn làm bao lâu nữa. Em muốn học nghề thì sao? À, bạn muốn học nghề thì bạn cứ ghé tiệm tham khảo trực tiếp. Khi đó nếu mà thấy hợp với tiệm hoặc là không khí ở đây đúng như những gì bạn mong muốn thì bạn hãy nộp tiền để học vậy thôi. Tụi tôi cho các bạn tiếp cận mà, công khai. Bao nhiêu một khóa học hả? Học phí bên mình là 1.000 đô nha. Ông bên ổng chỉ thích xăm trắng đen thôi, lúc mà ổng xăm màu cũng quạo lắm bà con. Nhìn mặt mà ngồi xăm màu giống y như là bị tra tấn, lại bị áp bức, bóc lột, ép buộc vậy đó. Còn cái mặt mà xăm trắng đen thì rất là chú tâm, rất là feel. Mấy bạn mà hỏi giá hình xăm thì nhắn tin cho mình đi, rồi mình trả lời nó dễ hơn là trả lời comment nha. Đây, ở bên ngoài nhà tôi có một quán bánh ướt ngon lắm nha bà con. Nổi tiếng lắm á. Cho bà con coi ở đằng trước à. Mới giờ về làm cho cái mặt bằng của tiệm tôi sáng trưng nè. Giận với con Lanh. Hai con này còn nhỏ cho nên là mình phải nhốt nó bà con, chứ nó tăng động lắm. Từ huấn luyện sau. Trời ơi. Trời ơi, quán bánh ướt gì mà lắm chiếc địa bàn. Ok ok anh. Trời ơi, đây bà con, giới thiệu bà con, đây là quán bánh ướt Ba Mê nha. Nó ở ngoài đường Phan Xích Long, mới giờ vô đây nè. Khiếp, bán bánh ướt gì mà để xe nè. Đó. Đông khách thế này. Đó, tiệm bán bánh ướt ở Sài Gòn đó bà con. Còn bên này là khách sạn nha. Ở bên cạnh tiệm của tôi là vừa đầy đủ các dịch vụ nhậu nè. Nhậu xong mà mình mệt vô khách sạn ngủ. Ngủ dậy buồn buồn cái qua xăm mình. Qua xăm mình rồi đói bụng ăn bánh ướt rồi con.
xong rồi hả Nhật, bao lâu rồi? 20 phút nữa hả? Đó. Anh này là ảnh xăm ghi sai chứ mai là hôm bữa nè, bữa nay xong cái nền hết rồi. Đây là ủ tê nha bà con, ủ tê là mình đắp cái tê lên xong mình làm một lớp ni lông lên để cho nó hít thuốc tê vào những lỗ chân lông á, nó sẽ làm bì da lên và mất cảm giác đau một thời gian ngắn thôi. Đó. Chị cái ổ đeo chị có đây, cái mà ủ tê là những cái phần nó xong rồi á bà con, nó bầm bầm bầm. Còn những cái đỏ đỏ này là giống như là những cái nước mô và trộn một có một ít máu nó ra đó. Ở cứng thì còn chỉ có con chắc hơn luôn chị. Con gì? Chắc hơn nè. Có. Sao? Gì à? Đau. À. Đây là công việc của Tuấn con, suốt ngày dính với những cái hình xăm, toàn là hình xăm thôi bà con, hình xăm, mẫu xăm. Anh Nhật đâu hả? Kìa, anh Nhật đang ngồi chờ khách ủ tê. Nhập rông. Chung một giọt. Thanh niên to mà yếu đuối thế hả? À, yếu đuối à, lần đầu là ảnh xăm không ủ tê bà con, nhưng mà khi mà không ủ tê á, thì ảnh đau. Cái tụi tôi kêu nếu mà đau quá, tại vì đau mà ảnh còn dậy á, mỗi lần kim vô là nhích người dài cái không có xăm được. Cái tụi tôi kêu là thôi vậy thì ủ tê đi. Cái ủ tê giờ ghiền, hình nào cũng ủ tê, không ủ không chịu được. Nãy có quấn không tê mà không chịu được. Tê tê có ảnh hưởng đến màu không chị hả? À, cái tay tôi là có tê với không tê này bà con, nhưng mà không có phân biệt được đoạn nào có tê đoạn nào không tê hết á. Chẳng qua là tê là nó sẽ lâu lành hơn, với lại trong một số trường hợp thì nó sẽ thêm màu quýnh tê á thì nó sẽ bị sát thương rồi khi lột ra mất màu thôi. Chúc buổi tối đông khách nhé. Ok bà con, cái ly này là ly của chị sư phụ đúng không ta? Xăm như anh Vinh là bao nhiêu tiền hả? Như anh Vinh là sao? Đã xăm cái người như anh Vinh đó hả? Hay là hình anh Vinh đang xăm cho khách? Hình đang anh Vinh đang xăm cho khách ở khoảng khúc đó khoảng 4 triệu bà con. Quay mặt anh Vinh phát đê. Đó, đang làm bà con ơi. Chị ơi em mới xăm lỡ ăn đồ biển có sao không ạ? À? À không không sao bà con, tụi tôi thường sau khi xăm xong là tụi tôi ra quán nhậu á, ngồi kêu đủ thứ món trừ xôi nếp ra ngồi ăn thôi. Mà nếu như mà có bữa tụi tôi cũng quên, tụi tôi ăn xôi vô thì nó sẽ bị nóng nóng cái chỗ đó thôi. Còn nếu như mà hình xăm của bạn đang bị ửng đỏ hoặc là đang bị tấy á, thì bạn càng đặc biệt không nên ăn xôi nếp, bởi vì nó sẽ làm cho tấy cái hình lên càng dữ nữa. Để chứ lỡ mà ăn thì cũng không sao đâu, mình đừng có kiêng quá. Có nhiều người xăm về ăn cái gì cũng không dám ăn, không có chất cũng đâu đẹp đâu. Nó kiểu như là hình xăm, nếu như bạn xăm những mảng lớn về mà bạn còn kiêng nữa thì bạn không có cái sức để mà bạn nhanh làm da đâu. Đừng có kiêng quá. Em xăm xong em ăn xôi này may không sao? Ừ, không sao mà. Lâu lành hoặc là nó tấy tấy đỏ đỏ thôi.
Cô ơi, giờ cháu xăm đen thì có đè được màu khác không? Không. Trong nguyên lý của hình xăm là đã đen thui rồi là không có màu nào vô được nữa bà con. Củ tỏi đâu hả? Củ tỏi đi về Biên Hòa quýnh thì chay dưới rồi bà con. Mình vào xem like của chị Mai, cái mắc cười nhất là mấy bạn đéo hiểu gì về xăm. Muốn bắt chuyện với chị Mai Han Vinh rồi hỏi những câu quá dư thừa. Thôi kệ bà con, mỗi người một ai, bà con cứ nói ý kiến của mình. Ai chửi thì tôi chửi lại thôi chứ còn không sao hết. Tôi đã đăng livestream lên là chỉ có một chữ chém thì vào ra chém gió vô tư. Thằng nào nói tục thì mình chửi lại, nhưng mà cách chửi của mình nó khác. Không có, mình không có tục tiểu như nó, mình chửi sao để cho thấy thấm mà thấy nhột bà con. Em cũng mới xăm nửa lưng về, em không dám ăn đồ hải sản luôn, nhìn đồ hải sản mặt thèm mà không ăn được. Trời, chơi cực rồi trời. Thử ăn miếng đi, thử ăn miếng cho đỡ ghiền đi. Nhụm quả đầu đấy hả? Không. Người hỏi cho tăng tương tác. Ừ đúng rồi, hỏi cho tăng tương tác bà con. Anh này anh đang bắn tiếng Trung Quốc như gió. Anh Trung Quốc này là ảnh kêu à, mai mốt ảnh sẽ ra ngực nữa. Anh xăm mà ảnh bị ghiền à. Ảnh bị nghiện anh Vinh à. Không đang nói gì vậy trời, ở đây có ai biết tiếng Trung không trời? Hâm mộ tụi tôi hả? Có ở đâu hâm mộ bà con? Người Trung Quốc bà con ơi, dạo này tụi tôi được mùa khách Trung Quốc hay sao á, nhiều người Trung Quốc ra qua xăm lắm, xăm rồi sổ khuyên rồi này nọ. Bữa hôm qua cũng có một người xăm sóng âm, xăm ở đây cái bài hát của tiếng Trung. Tiếng Đài Loan của em hơi giống tiếng Trung Quốc. Đúng rồi, hình như nó cũng kiểu kiểu thế. Đúng rồi, khách China bà con. Cùng quê Bình Định hả? Hello, xin chào Đồng Hương. Ai ở Bình Định vô đây xăm tôi đít cao 30% luôn mà ngay, không nói nhiều. Ok, bạn nào thoát like thì thoát đi. Hẹn gặp lại. Em cố gắng một ngày gần nhất để được. Ok. Ok bạn. Em biết tiếng Trung à? À, nãy giờ em có nghe được ổng nói gì không? Ổng đang nói gì? Ổng quay vô hình xăm mà ổng nói ổng có phải là đang chửi hình xăm không? Đây bà con, trong quá trình xăm là nó sẽ đổ máu như thế này à, thì đi xăm là chúng ta phải mất một tí huyết à. Bữa nào đang thẳng chơi bộ chung nửa team được à? Hai chung luôn rồi. Cái MV của chị em coi tới coi lui coi mãi, hai vợ chồng đang yêu quá trời. À bà con coi hả? Để chút nữa tôi bật xem chung lên coi tiếp nha. Cái đó kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau á. Lãng mạn không? Chưa đủ 18 tuổi có xăm được không hả? Thì chị khuyên là các em nên để cái gì cũng để sau 18 hết. Còn có nha, những bạn thì 16, 17 đã đi xăm. Thì nếu mà các em ghiền quá tới mức mà 16, 17 tuổi đi xăm á, thì mình xăm những hình nhỏ nhỏ thôi, để mai mốt còn dễ sửa hoặc là dễ xóa đi. Có những em 16, 17 tuổi đi xăm nhưng mà thêm 1-2 năm nữa cái hối hận, cái hỏi có chỗ nào xóa không. Mình phải để ý đến những cái đó nha. Con người mình thay đổi liên tục đó nha.
mình phải cái nào mình làm mình chắc ăn thì mình làm. Pha bột đi lông anh chị không có con cháu gì à? Hả? Hỏi điện đặt mấy đó. Em này chưa biết gì về anh chị à? Mình tìm hiểu thêm đi. Ngày nào cũng nói tại lắm nghe mệt nhưng mà. Thâm giọng nói là sao hả? Đây để cho bà con coi hết thâm giọng nói bên tôi. Chờ tôi chút quay. Ok. Bye bye. Bạn nào out thì out đi. Đây là hình xăm giọng nói nè. Anh xăm một cái giọng. Đó là khách xăm giọng nói bên tôi đó bà con. Đây nè. Đó. Đây nè, cái này nè. Đó. Thì là bạn có một đoạn âm thanh nào đó thì nó sẽ có cái app Skin Motion á. Bạn tải cái app đó trên App Store của Apple hoặc là của Android cũng được. Thì bạn tải đó về xong rồi bạn gửi cái đoạn sóng âm nó cho nó kèm theo 39 đô hoặc 40 đô gì đó thì nó sẽ gửi cho bạn một cái đoạn để bạn đi xăm. Khi bạn xăm trên đó rồi bạn chụp hình bạn gửi lại cho nó thì nó sẽ ráp cái âm thanh vô cái hình đó để nó quét trên cái hình xăm đó của bạn. Mỗi lần bạn quét qua ứng dụng thì sẽ nghe được giọng đó. Thì có những cái khách hàng như ví dụ như là chỉ còn âm thanh của người thân thôi, những người đó mất hoặc là ghi lại những âm thanh đáng yêu của con hoặc là của bố mẹ hoặc là của người yêu gì đó xong rồi xăm lên, mỗi lần nhớ thì lấy ra đọc thôi bà con. Anh Vinh ăn gì chưa, làm gì cực khổ quá anh. Nè tôi nấu cơm rồi, chút nữa ăn cơm. Đang ghiền đó. Đây là vợ của anh. Để cho em coi cái hình ở sau eo đi. Đây là hình sau eo ấy. Chỉ làm hình hoa hồng. Ok. Để làm cái hình hoa hồng, cái này là còn da non nè, chưa xong, còn màu xanh lá nữa. Để che đi cái lông vũ hả chị? Dạ, cũng vậy, lông vũ. Để che đi cái lông vũ. Giờ mất lông vũ à. Còn hoa hồng hơn. Hoa hồng. Ba mẹ nữa làm tiếp. Giá xăm giọng nói bao nhiêu hả? Cái hình như khách Trung Quốc đó là 800 thôi bà con. Chủ yếu là bà con mất cái tiền để mua cái ứng dụng đó. Gì móc mà móc, dây móc, dây móc. Đổi. Đổi thiệt từ. Đổi dây móc dự sư phụ đi. Thiệt bực. Ông đang phiêu quá. Ông đang phiêu mà đồ nghề gặp vấn đề là ông bực lắm. Đạp như sập sình là ông bực lắm. Wow. Thì cậu quẩn ha, xin nà. Nó quẩn gần chưa? Cậu quẩn chưa? Sao mà bọc lại cái ghép tay của nhau? Bàn cửa. Quá dây sao? Sai chứ sai. Anh này anh xăm bàn tay Phật đang cầm chuỗi hàng nha. Cái này là chút nữa tả từng hàng. Thì anh Vinh với cái ý tưởng là bàn tay Phật
thò ra trong mây gió sương khói. Ở trên này là có cánh sen hảo diệu theo làn mây nha. Chút nữa quấn khúc này sao mình thể tưởng tượng mới biết được. Xong trường tượng nha bà con. Tôi cũng chưa biết đâu, tôi chưa bao giờ quấn. Hình nào cũng lên đầu tiên hết trơn, sao tôi biết được nó làm sao đâu. Tôi chưa biết là ai biết. Được chị. Không phun lưng bao nhiêu hả? Phun lưng bên mình. Mời luôn rồi. 20-30. Nó ẩn 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 ẩn. Thường mà con những hình khó thì giá cao hơn chút. Kìa, khắp kìa. Thì dĩ nhiên rồi. Ai? Bạn bảo hả? Nó cũng chỉ là cái cách cái bàn tay thôi. Nhưng mà quy hình này làm sao giống cái kia được. Mà mình sao giống người ta chi cho chán rồi. Tốn một lần xong. Mình tốn một lần xong. Anh xăm biết cái tay thôi, nhưng mà anh kêu là anh Vinh muốn làm gì làm cho những người ảnh. Thấy ghét tôi được không? Cho nên anh Vinh ảnh vẽ từ lưa, hụt dưa, tè le, hụt me để ảnh xăm. Rồi, lên thớt. Lên dĩa. Tuấn con ơi, vô bọc lại gác tay cho chị. Với lại thay bọc luôn cái mâm kia bằng ni lông. Đây, con gì? Khách bảo hả? Đang làm bánh tay hả? Dạ không, khách đi là... Lấy dầu xin cái chương trình. Ok à, đây, ngồi ghế đi các bạn. Mình bỏ dép bên ngoài giùm nha. Tại em lỡ tự xăm tên người yêu nên muốn xăm cover lại mà chưa đủ tuổi nên ở đây họ không cho. À, em tự xăm tên người yêu rồi hả? Muốn làm lại cho đẹp hả? Thì em đã có hình xăm rồi mà, qua tút tút lại chút thôi chứ đâu phải mình chưa xăm đâu mà. Xăm chữ 4 ngón tay bao nhiêu hả? 4 ngón tay thì tôi lấy 200 ngàn một chữ bà con. Nếu mà bạn xăm 4 ngón, còn nếu bạn xăm một ngón một lần cũng 300 ngàn. Chị ơi, em xăm chữ nhẵn ở tay nhưng rất xấu, có sửa được không? À, bạn cứ gửi cho mình để mình coi xấu cỡ nào và có sửa được hay không nha. Chứ nói như vậy mình không biết là rất xấu cỡ nào luôn á. Ghét, chờ chút đi. Mệt. Bữa nay bạn nam xăm hay bạn nữ xăm? Bây giờ gắn vô vậy nha. Nữ hả? Đi quay lại đá con dây đó. Đó, bạn trai chắc hả? Bạn gái đi xăm. Thích không? You like it? À, thích hả? Do you like it? Ghê chưa? Thấy tiếng Anh của anh Vinh chưa? Nhớ rồi đó, tiếng nhớ rồi. Ừ, khách nào ổng cũng hỏi á. Ok thôi, tôi nói ok thôi à. Ổng hỏi khách là ok, cái khách kêu là ok. Ổng hỏi ok, okay. Okay. Cứ vậy thôi đó. Bà con tin không? Người nước ngoài không? Bà con nói tin là cái cửa anh khách này lại qua xong tiếp không? Ghiền ơi. Tính tôi ra tôi làm gì người nước ngoài không? Dù đâu hiểu tiếng nhau. Mà nhỏ không nói mà tôi nói mà chẳng là. Ghiền ơi. Là hai người sẽ hiểu. Ờ, không biết hiểu không? Khỏi ra ông phiên dịch, có Google phiên dịch rồi. Là đi ăn bên kia có hai khách này đang chỉ qua xăm Google. À, thế hả? Mê chắc nên là ăn xong qua xong. Trời ơi, trời ơi. Ăn bánh nước băng mê xong qua tiệm xăm xăm ấy chưa? Mất may của mày rồi. Lâu, cái này trên đây nhìn chưa không phải nó đơn giản như đâu. Thêm thôi đã ghiền hả? Ghiền đây. Thì mình làm, đúng rồi, tưởng tượng hiểu thở thôi. Cái này là anh Vinh vẽ tay nha bà con. Chút nữa tôi đăng cái hình lớp mỏng vẽ lên coi hết muốn xong luôn. Màu xanh hả? Lúc cầm cái giấy đó. Ờ, có đen không? Không hiểu. Vẽ là vậy, cái bố cục để mình cần hơn. Chứ còn mọi thứ khác mà. Ờ, 500. Ông kia khen ông này lì như trâu. Ông kia ông này lì như trâu. Ông này là dắt ông kia đi xăm. Mà ông này cuối cùng ít người xong. Ông kia chưa xong. Cứ chờ ông kia xong mà ông này thêm hình. Mà ông kia cứ thế lên trời ơi. Có một chỗ làm hoài. Có một chỗ làm hoài. Không biết bao nhiêu thợ rồi. Thiệt, đổi không biết bao nhiêu thợ chỉ cái tay đó rồi.
một tay mà tám thợ quấn. Đứng lên. Ông này thì đi dắt đi rồi. Thằng Bi không tới thằng Đạt, không tới thằng Thết. Ông này nói dắt không kia đi chạy đường là bên đây mới Thết à. Đó. Có vợ anh này ở đây nè, ông này dắt ông này đi xăm. Mà ông này xăm mãi chưa được một hình, ông này ba hình rồi. Mà chị tên ông ít bữa hôm qua ông xăm nữa cho chị coi à. Sẽ thấy thiếu. Ông sẽ xăm ít nhất là một cái ngực và một cái lưng nữa. Đúng à. Thì đó, hổm ra ông cảm thấy bên đây thiếu cái gì đó, cái muốn lên cái gì đó bên đây. Thì đó, đúng rồi. Mai mốt ông sẽ thấy ở ngực thiếu cái gì đó. Cái lên ở ngực cái ông thấy ở lưng thiếu gì đó. Ấy chập ổng lên góc tư lưng bên này nữa, cái ổng thấy thiếu khúc dưới ổng sẽ lên một cái lưng nữa. Rồi. Còn sau đó ổng thấy thiếu gì không là em không biết. Còn em là thấy thiếu nhiêu đó. Rồi bây giờ là sếp tôi sẽ ra tay phân đoạn. Đợi từ sáng thấy cái mặt từ sáng nhỏ. Đấy, sau khi xong cái mặt từ sáng em hoàn thành cái nền. Không mặt rồi đó. Em nằm như con chó từ sáng rồi. Đấy, nằm như con chó ở trên kia để ngồi chờ đến lượt xong đó bà con. Thấy thương không? À, bây giờ đây là một cái khung cô gái đẹp hôm nọ pin đi à, nguyên cánh tay này là đã hết của tôi ba thợ rồi đó. Lên thớt, lên thớt à, khung mắt mũi miệng là đã có rồi. Cô gái này có xanh rồng sau lưng nha bà con. Cái màu đỏ ở đây. Chị Mai bảo hỏi với cậu mới là cái này xăm màu hết luôn nha. À chị ơi, chị nguyên cái cô gái là xăm màu hết luôn nha. Không có, chỉ có tóc là đen thôi. Cái mỹ nữ đâu hả, chứ sư bệnh hình sơ hả, chứ thủ phạm hay sơ gì. Còn muốn móc lai tóc cho cô gái không? Muốn móc lai màu gì? Là thủ phạm do hay sơ hay sơ do cô thầy à. Hay sơ bà. Màu đen. Màu đen. Màu đen đi cho giống người Trung Quốc. Còn đồ thị của đâu? Là tôi giáo viên theo là thủ phạm. Đó. Tiệm tôi có bữa thì khách người Trung Quốc, có bữa thì khách người Hàn Quốc, có người Nhật Bản, Nga, Tây, Tàu, Mỹ, Anh, Đức, từ từ luôn á. Nhiều khi người ta đi nguyên cả gia đình á. Ừ. Không tin cứ hỏi mấy học trò tiệm tôi coi, tiệm tôi nhiều người nước ngoài lắm. Không có giỡn hết trong này nha. Đấy. Ai đây? Giỡn hết. Thôi, đùa. Không có khiếu vẽ học xăm được không hả? Được, nhưng mà em phải xuyên vẽ, từ từ sẽ vẽ đẹp. Anh Bảo đâu hả? À, anh Bảo đang đi set up đồ. Ôi, vậy là yêu lắm đó nha mấy bạn. Ủa, đó, Bảo đó. Vậy là không sử dụng được cái mặt này. Bọc cho nó trũng xuống cho tự nhiên, sau bọc căng cái bàn gì trời. Đổ bọc cho trũng xuống. Thiếu kinh nghiệm. Nai tattoo hả? Thank you. Được. Đây, tiệm tôi ồn ào lắm bà con. Bởi vậy tôi ít livestream trong giờ làm việc lắm. Thường là giờ không có làm việc đó là ông Vinh ông sẽ ngồi tiếp bà con cùng với tôi. Cùng mình tôi nói tiếp nó cũng mệt bà con. Mà không nói thì nó buồn. Đấy luôn. Đây, anh sếp đây. Ai bắn đây để đi vô chữ à. Cho trụng xuống. Đạt bắn á. Ừ. Mày làm cái mâm kiểu gì sao làm được? Mày đi ăn cái đúng không? Ủa? Ai quay xăm. Đây là màu đỏ. Ôi đừng chối. Cô gái này mặc một cái áo màu đỏ. Nó chuối thay chùa.
Trên đầu của cô gái này là đội một cái mũ phượng hoàng, còn phong rồng nữa, trời đấy. Không phải, hiểu không? Ý của chị nè. Trời ơi, cỡ nào cũng khóa đúng vậy. Bọc bằng này đập xuống, khi mà đổ mật độ nước xuống nó vẫn xuống đây mà. Bọc này làm gì? Nó bằng ni lông nó chống thấm được chứ. Để chị bọc ra. Chờ tôi chút nha bà con, tôi làm việc cái. Hà của mình tiêu đúng không? Công việc của tụi tôi là vậy hả con? Nhìn anh Vinh rất là men. Men mẹ gì bóng của bà. Tôi mới men nè. Ê, lộn rồi đó. Trời ơi, cái bạn kia comment tiếng nước nào tôi không biết luôn á. Cho em xem mặt anh Vinh hả? Không. Anh Vinh bị bệnh mắc cỡ. À, kia. Vô coi nè. Thôi bà con ơi, bây giờ tôi phải cúp livestream để tôi bàn với lại cái em viết website cho bên tiệm tôi rồi. Để tôi thay đổi cái giao diện website vnstyletattoo.vn cái để cho đẹp, bà con vô nhìn cho mát mắt. Dạ nha. Có gì chút nữa ông Vinh làm xong rồi chém gió sau. Bye bye.